Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3. Hôm nay là Chủ nhật cuối tuần ngày 10 tháng 6 năm 2012. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Tình hình bạo động ở Syria, tin từ Damascus, một toán quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã đến vùng ngoại ô Qatana của thủ đô Damascus là nơi đang diễn ra bạo động. Ngày hôm qua, quan sát viên đã tới vùng ngoại ô Kabul để đánh giá sự thiệt hại do bốn viên đạn pháo đã rớt trúng nhà máy điện trong vùng. Pháo kích ở thành phố Dera trong đêm hôm qua đã làm 18 người chết, trong đó có 12 phụ nữ thành phố Dira là nơi lần đầu tiên dân chúng đứng lên mở đầu cho cuộc tranh đấu chống chế độ đã kéo dài 15 tháng qua ở Syria. Chiến trận cũng đã diễn ra ở thủ đô Damascus, thành phố Homs và nhiều thành phố khác. Số thường dân bị chết tất cả trong ngày hôm qua trên toàn quốc là 33 người. Quan sát viên Liên Hiệp Quốc nói rằng cả hai phe ở Syria không có bên nào tôn trọng và thi hành chương trình đình chiến của ông đặc sứ Kofi Annan. Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ tư nhận tiền cứu nguy của Liên Âu và IMF. Tin từ Madrid, bộ trưởng tài chính các nước thuộc khu vực đồng Euro đã quyết định giúp cho Tây Ban Nha 100 tỷ euro để cứu nguy hệ thống ngân hàng nước này. Tây Ban Nha muốn được giúp đỡ cho hệ thống ngân hàng nhưng đã chờ hai cố vấn độc lập là Oliver Wayman và Roland Berger ước tính số tiền cần thiết và sẽ cho biết vào ngày 21 tháng 6 này dân chúng tây ban nha đã có phản ứng trước tin tức này ông jose luis là một người dân ở thủ đô madrid nói rằng đây là một thảm họa chính trị gia tây ban nha là một thảm họa dân chúng đã bị lừa dối họ không bao giờ làm việc một cách danh dự và giúp điều gì cho đất nước với ông tương lai hoàn toàn đen tối một người Madrid khác là ông Arturo Bravo nói rằng ông ta không biết gì về kinh tế nhưng biết 100 tỷ euro là số tiền để dành cho ngân hàng và không hiểu sao chính phủ phải vay tiền để giúp cho ngân hàng. Đã cứu nguy Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan, Bồ Đào Nha, hiện giờ Liên Âu và IMF sẽ phải cứu nguy cho quốc gia thứ tư là Tây Ban Nha. do thái kêu gọi quốc tế can thiệp vào tình hình syria tin từ jerusalem thủ tướng do thái benjamin netanyahu đã gọi chính quyền syria là tên sát nhân và tên sát nhân này đang được iran và hezbollah ủng hộ Thế giới đang chứng kiến trục ma quỷ Iran, Syria và Hezbollah tàn sát người dân Syria. Cùng từ trục ma quỷ đã được chính phủ George Bush lần đầu tiên dùng trong năm 2002 để nói lên ba nước Iran, Bắc Hàn và chế độ Saddam Hussein. Trả lời phỏng vấn một đài phát thanh trong sáng nay, Phó thủ tướng Somphras đã gọi chế độ Al-Assad là chế độ tội ác chống nhân loại và diệt chủng, kêu gọi các cường quốc thế giới mau chóng can thiệp quân sự để lật đổ ông Bashar Al-Assad. Trước khi đi vào bàn hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Uzi Lando nói rằng, ngoài sự lên án, do Thái không thể can thiệp vào tình hình Syria và nội bộ của các nước Ả Rập từng là quốc gia đồng minh lâu đời và cung cấp vũ khí cho syria nga liên tiếp lên tiếng chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài ông mofas là một cựu tham mưu trưởng quân đội do thái đang lãnh đạo đảng kadima cũng nói rằng do thái chỉ có sự chọn lựa giới hạn đối với syria nhưng cần phải vận động quốc tế giải quyết tình trạng nước này Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu bầu dân biểu quốc hội, tin từ Paris. Cử tri Pháp đang tới các phòng phiếu để bầu dân biểu quốc hội vòng đầu. Cuộc bầu cử vào ngày hôm nay hy vọng sẽ củng cố thêm quyền lực của Tổng thống François Hollande đang tìm cách lãnh đạo Âu Châu thoát qua cuộc khủng hoảng chưa từng có trong nhiều thập niên. Phòng phiếu mở cửa vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa vào lúc 8 giờ chiều. Sau hai vòng bầu cử tổng thống, 46 triệu cử tri Pháp đã được kêu gọi tham gia đi bỏ phiếu lần thứ ba trong thời gian chưa đầy 2 tháng. Lần này, cử tri Pháp sẽ bầu 577 dân biểu quốc hội. Cuộc bầu cử hy vọng sẽ tạo cho ông Hollande có nhiều quyền lực hơn để giúp phát triển kinh tế đảo ngược nặng thất nghiệp đã lên mức cao nhất trong vòng thời gian 12 năm qua và làm giảm gánh nợ vĩ đại của chính phủ mà không cần phải tước bỏ quyền lợi xã hội của 65 triệu dân Pháp như ông ta mong muốn. Một cử tri đi bầu nói rằng dân biểu rất quan trọng đối với pháp luật và chính sách trong 5 năm tới. Ông ta nghĩ mọi công dân Pháp nên đi bỏ phiếu. Một cử tri Pháp khác thì nói rằng người Pháp đã có quyết định qua cuộc bầu cử tổng thống và lần này nên xác định chọn lựa qua cuộc bầu cử quốc hội. Thượng viện Pháp đã được phe tả kiểm soát và Tổng thống Hồ Linh đang cần phe tả giữ nhiều ghế nhất trong quốc hội để có thể thông qua những chính sách mong muốn trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo kết quả thăm dò, Đảng Xã hội sẽ chiếm trên 289 ghế, còn với số ghế của các đảng đồng minh như Đảng Green, Phe tả sẽ chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội. Kết quả thăm dò của IPSOS ông công bố trong tuần này cho rằng Đảng Xã hội và đồng minh sẽ giữ từ 303 tới 357 ghế, riêng Đảng Xã hội sẽ chiếm khoảng 291 ghế, nhiều hơn con số quá bán 2 ghế. Kết quả của IPSOS cho thấy đảng Green sẽ chiếm được từ 17 tới 23 ghế, đảng mặt Trận Tảo Phái chiếm từ 21 tới 23 ghế, đảng UMP của cựu tổng thống Sarkozy sẽ chiếm từ 209 đến 255 ghế, đảng cực hữu mặt trận quốc gia do bà Marine Le Pen lãnh đạo đã tạo ngạc nhiên chiếm được gần 18% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu, nhưng theo thăm dò của IPSOS sẽ chiếm được tối đa 3 ghế dân biểu. cũng liên quan đến cuộc bầu cử tại pháp Chủ tịch Mặt trận Quốc gia có chủ trương cực hữu là bà Marine Le Pen đã đi bầu dân biểu quốc hội tại thị trấn Henin Bowman, là nơi bà ta hy vọng sẽ có một được một dân biểu. Trong lúc đó, người lãnh đạo phe cực tả là ông Jean Luc Mélenchon đang đi quan sát các phòng phiếu. Ông Mélenchon đang ở cùng trong đơn vị bầu cử và muốn ngăn chặn phe bà Le Pen đi vô quốc hội. Sau khi thăm một phòng phiếu, ông Mélenchon nói rằng bầu cử là giây phút thiêng liêng tuyệt vời là phép lạ cho Cộng hòa Pháp. Một lá phiếu là một quyết định thể hiện sự tin tưởng, đừng bao giờ để cho kết quả bị ô nhục. Bà Le Pen đã nhận được 40% số phiếu tại thị trấn Henning Bowman trong cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu. Mức thất nghiệp tại thị trấn này rất cao vì ngành kỹ nghệ bị suy thoái. Tổng thống François Hollande cần chiếm đa số trong quốc hội để có thể thông qua những chính sách mong muốn trong thời gian giữ nghiệm kỳ năm. Tổng thống Pháp đi bầu dân biểu quốc hội, Tổng thống François Hollande đã bất chấp thời trời mưa đi bỏ phiếu bầu dân biểu quốc hội ở thành phố Thun, cách thủ đô Paris khoảng 500 cây số. Thành phố Thun được coi là căn cứ chính trị nền tảng của ông Hollande từ thập niên 80. Trong lúc đó, cựu tổng thống Sarkozy và phu nhân Carla Bruni đã đi bỏ phiếu ở quận 16 Paris. Cuộc bầu cử ngày hôm nay và cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì ngày 17 tháng 6 sẽ quyết định nền tảng của Tổng thống François Hollande trong 5 năm cầm quyền của ông ta. Chuyển sang một số tin tức khác, nhân viên cứu cấp Peru đang tới nơi chiếc trực thăng bị rơi trong ngày thứ tư. Tin từ Costco, các toán cấp cứu Peru đang tới vùng núi chiến trực thăng, chở theo 8 người Nam hàng và 3 người Âu Châu, gồm tiệp khắc Thụy Điển và Hòa Lan, đã bị rơi trong ngày thứ Tư. Vùng núi Hula Hula trong tỉnh Quispi nằm trên cao độ 450 thước Tây hay 14.000 hay 14.800 bộ so với mặt nước biển đang có tuyết và nhiều sương mù phối hợp bằng trực thăng cảnh sát và không quân peru đã phát hiện nơi chiếc trực thăng bị rơi trong ngày hôm qua và nhân viên cứu cấp đang mở đường tới nơi này Hình ảnh chụp được nơi chiếc trực thăng bị rơi không cho thấy có người chết hay người còn sống. Giám đốc cơ quan cứu cấp không quân Peru là ông Juan Rios Moncada nói rằng nhân viên khẩn cấp đang làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Thời tiết rất xấu, gió mạnh, sương mù, liên lạc điện thoại rất khó khăn. Chiếc trực thăng bị rơi đã bay từ Madre de Dios thuộc vùng Amazon. Công ty du lịch Heli cho biết chiếc trực thăng đã mất liên lạc sau khi cho biết phải đáp khẩn cấp. đội túc cầu Croatia và Ái Nhĩ Lan sắp giao đấu ở Poenin. Tin từ Poenin, những người ủng hộ túc cầu đang tập trung tới Poenin để chuẩn bị xem trận đấu giữa đội Croatia và Ái Nhĩ Lan. Một người Croatia nói rằng ông ta đang sống ở thành phố Brisbane của Úc, chuyến chuyển đi tới Ba Lan rất tốn kém, nhưng dù ở đâu, một người Croatia vẫn là Croatia. Những nhóm ủng hộ đội Croatia và Ái Nhĩ Lan đã tập trung tới thành phố lịch sử và thắng cảnh Ba Lan từ ngày hôm qua. Họ đã ăn tiệc với nhau trong không khí rất thân thiện. Có khoảng 20.000 người Ái Nhĩ Lan tới Polin xem trận đấu, con số gần gấp 3 so với khoảng 7.000 người Croatia. Liên hiệp túc cầu quốc tế hay gọi tắt là FIFA đã đánh giá và xếp hạng thứ 8 cho đội Croatia. Cao hơn Ý 4 bậc và Ái Nhĩ Lan được liệt vào hàng thứ 18. Người Croatia rất lạc quan đối với trận đấu. Huấn luyện viên Slaven Bilic đã bày tỏ nhiều hy vọng đối với cầu thủ Nikika. Chelavit nói rằng Chelavit là một trong những lý do tin tưởng của ông ta. Tiến bộ của Chelavit khó thể tin tưởng và đã tạo được nhiều thay đổi bất ngờ. Trong lúc đó, huấn luyện viên Ý Giovanni Trapattoni nói rằng ông ta rất tự hào với đội ái Nhĩ Lan. Cách phòng vệ rất mạnh của đội ái Nhĩ Lan sẽ đưa đội banh đi tới chiến thắng. Đội banh Ý và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau lúc 16 giờ quốc tế tin từ Gerdens. Những người yêu chuộng túc cầu đang nôn nào chờ đợi xem trận đấu giữa đội Tây Ban Nha và Ý. Hai đội banh nặng ký này sẽ giao đấu nhau lần thứ 26 vào lúc 16 giờ quốc tế. Thủ môn Gianluigi Buffon tuyên bố sẽ tạo sự ngạc nhiên cho đội Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội banh từng 4 lần giữ chức vô địch Âu Châu đã cho thấy gặp nhiều thể hiện không được tốt và đang phải đối diện với tai tiếng ở trong nước. Điều này có thể làm cho đội banh Ý khó có thể tiến quá xa. Trong ngày hôm nay, hai nước thuộc nhóm C là Croatia và Ái Nhĩ Lan cũng sẽ tranh tài ở thành phố Bonin. Huấn luyện viên Slaven Bilic của đội Croatia nói rằng cách chơi của đối thủ rất đơn giản, nhưng sau đó nói rằng đội tuyển Croatia cũng khó tạo ngạc nhiên đối với đội Ái Nhĩ Lan. Vừa rồi là phần tin thế giới, xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Ái Châu.